Qua nha, ngồi con ngồi cho anh coi nha. Nếu như các bạn nhắm mắt lại và nghe những lời động viên này, chắc rằng các bạn sẽ nghĩ đây là lời nói của người mẹ dành cho đứa trẻ sơ sinh của mình đang tập ngồi. Và bây giờ mở mắt ra, các bạn sẽ thấy được rằng một người mẹ đang động viên, an ủi cô gái 26 tuổi bệnh tật lại tập bật ngồi dậy sau khi được chữa trị. Nói đến đây thì chắc có lẽ các bạn sẽ biết được rằng đây là Tú, một cô gái mắc bệnh lạ ở Cà Mau. Và sau hơn nửa tháng điều trị, căn bệnh của Tú có phần tiến triển hơn. Và để hiểu rõ điều đó, mời cô bác anh chị cùng xem đoạn clip sau nha. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì đây là ngày thứ hai Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Duyên Hải của tỉnh Trà Vinh. Cũng như tình hình hiện tại thì cô bác quý anh chị ở xem clip trước, bé Tú thời điểm này hơn nửa tháng điều trị tại đây. Và tình hình cũng khá là khả quan khi ngày hôm qua Bùi Hồ cập nhật tình hình thì Tú có thể một mình tự bật ngồi dậy được. Và thậm chí là anh Thích, ba của bé Tú, lại có thể đi đứng một cách khá là tự nhiên, không còn những cái tình trạng như trước đây mà cách đây hơn nửa tháng Bùi Hồ cùng với gia đình xuống tận nơi này. Ngày hôm nay có mặt tại đây thì quay lại tình hình của gia đình của bé Tú, đồng thời thay mặt cho tất cả cô chú anh chị Mạnh Thường Quân hỗ trợ phần hiện kim cho gia đình bé Tú có thể trang trải trong cái thời gian sắp tới, cũng như là những cái chi phí sinh hoạt hàng ngày ngay tại huyện Duyên Hải Trà Vinh này. Còn bây giờ thì mời cô bác quý anh chị cùng Bùi Hồ vào bên trong. Nửa chừng mẹ ơi. Sáng nay thầy có bóng huyệt chưa? Mới bóng rồi. Mới bóng rồi hả? Bóng rồi anh cũng đỡ. Đây cái miệng nè, nói chuyện đỡ. Dạ. Mình nói chuyện đỡ hơn ha. Nó uống đồ cũng được. Gì em ơi. Chào chị. Chào chị nha. Cho em biết chị má. Kéo qua kéo. Sáng nay ăn sáng cho chị. Sáng nó ăn sáng rồi. Yeah, Tú ăn nhiều hả? Ăn sáng chị ghi bữa nào bà cũng mua cho hộp xôi. Xôi mặn. Chị bán giấy số hả? Không, mẹ con có gì bán giấy số. Con có gì bán giấy số? Đúng. Đến nay bữa Tú ăn hả? Tú. Xôi mặn. Ăn là hết trơn hộp. Mấy ngày nay nó ăn hết trơn hộp. Ăn hết luôn hả? Ăn hết và chưa no nãy giờ cự nữa kìa. Vậy hả? Ừ. Bữa nay hình như em thấy là Tú có da có thịt hơn đúng không? Đúng rồi, nó đỡ hơn. Ừ. Còn con hết bệnh chưa nói anh nghe. Mặt hồng hào hơn ha. Con hết chưa? Hôm qua tối nhìn không rõ. Con hết, con còn đau không? Con hết chưa? Con hết chưa nói anh nghe. Hết chưa? Con còn nhức cái này không? Nhức cái tay không? Con còn nhức cái tay không? Con nói cho anh nghe. Còn không? Còn không? Còn không? Còn không nói đi. Con còn không nói cho anh nghe đi. Cứ nói như hồi sáng vậy đó. Hồi sáng nói sao chị? Hả? Con còn đau không? Nói cho anh nghe rồi bỏ gối ra. Mẹ lấy gối ra nè. Rồi con nói cho con mẹ nghe. Con còn đau cái tay không? Còn không? Còn không? Còn đau không? Còn không? Con còn đau không? Nhức cái tay không? Còn á, không nói mẹ nghe. Còn đau hả? Hả, còn đau hả? Sao sáng nói hết rồi? Đừng. Lật đừng ngồi. Để con lật cái con ngồi cho anh coi đây. Mỗi một ngày như thế là Tú lật mấy lần? À, ông thầy lại làm khi lật 2-3 lần. Rồi một buổi vậy lật 2-3 lần. Rồi ngồi vậy mấy lần. Ngồi lâu lắm. Giang cho nó ngồi. Ừ, ngồi lâu lắm. Con ngồi vậy cho anh coi đi. Thôi Tú muốn ngồi muốn lật à. Ờ, con lật cái con lật, nó lật xong nó mới ngồi. Rồi con lật qua nha, rồi con ngồi cho anh coi nha. Ừ. Em có một thắc mắc là tại sao Tú lại bệnh sao anh Thích nhưng mà lại tình trạng lại nặng hơn ta? Chị cũng không biết nữa. Nếu như mà tính về cái sức đề kháng thì Tú phải có sức đề kháng hơn anh Thích đó. Rồi lật qua đi, rồi con ngồi vậy cho anh coi. Nó cái tỉ nó xương sống đó nè. Nó ngồi nó bị sưng. Nó sưng, nó sưng chỗ lấy tỉ á. Ủa sao la chị? Đừng la, đừng la, đừng la, chú dặn sao con lặt đừng la, nó sợ té. Rồi con ngồi cho anh coi. Ngày đó nó ngồi vận động nhiều bị sưng, nó sưng nó bầm luôn. Con chỗ lấy tỉ đau. Con ngồi vô cho anh coi. Đau như vậy mà gầm quá thì nó sẽ ảnh hưởng xương sống. Rồi ngồi lên đây. Một. Ngồi cho anh coi nghe. Ngồi đi. Mắc cỡ gì? Cô đang lấy tư thế. Ngồi nghe, ngồi cho anh coi đây con. Thầy làm nãy giờ xong lâu chưa chị? Xong nãy giờ lúc có 8 giờ. Rồi con ngồi lên đây, con ngồi lên đi. Ngồi lên nghe, lấy tư thế. Ngồi lên. Ngồi cho anh coi nghe. 1, 2, 3, ngồi coi. Ngồi con. Ngồi lên, rút vô lên. Ngồi đi để lặt lâu đó, con mệt tới bụng đó. Con ngồi đi, con ngồi cho anh coi đi để con nằm. Ngồi nghe. Ngồi lên. Ngồi. Ngồi lên. Con đừng la, chú kêu con đừng la, la ngồi không có tư thế ngồi đó. Chở tay lên. Thấy ngồi vậy cũng thật khó khăn chị. Bé gồng. Nó gồng nó ngồi được. Gồng kho luôn. Con ngồi đi, con ngồi đi. Lật lại hả? Sao con không ngồi? Mệt hả gì? Con mệt con không ngồi nổi hả? Không nổi thì thôi đi chị. Không nổi ngồi thôi. Thấy tội ghê ta. Ừ, nó muốn ngồi biết sống nó bị nó vận động nhiều, như hồi sáng nó làm nó ngồi phải không? Hồi trưa nó ngồi một buổi, rồi chiều ngồi một buổi, nó ngồi thường nó bị làm như bị đau quá vậy. Lúc còn ở Trà Vinh lấy tỉ Sài Gòn. Rồi trên chợ gãy cái chị mới về chị thôi cho dầu vậy đó bớt gì đó mà lên đây nó vận động lại, nó sưng lại. Nó sưng nó bầm luôn á. Nó bầm nó vô lên cao gì đó. Mua cái niệm trễ, rồi mua cái niệm sớm thì được. Nó không cái niệm nó hoài. Rồi cái nó vận động nó nhiều lắm nó mới ngồi nổi. Sáng nó ngồi rồi đó mệt đó, nó ngồi không nổi đó. Ngày là đau rồi, đau xương sống dính cái tay kìa. Đúng rồi, nó đau, nó mắc chị trà dầu tối ngày. Nếu như vậy thì mình có trị cái phần xương sống đó không? Chị cũng không biết nữa, chị không gành nữa. Bây giờ trị cái này trước. Trị này trước. Bóng cái này thì rộng lên, mỗi lần rộng thì đau. Đau cái đó mà ông thầy cũng có chị, ông thầy lấy máy, ông thầy hơ cho nó nóng. Rồi ông thầy xoa bóp cho nó. Nó mới đỡ đó. Nó mới đỡ ngồi được, thôi nó đau ở đâu ngồi được. Sáng nay chị có mua đồ để mà ăn nấu ăn trưa chưa? Chưa, gửi vợ ông thầy đi chợ. Vậy là chị đâu có đi, chị gửi thôi. Gửi không mà, chị không có đi. Mỗi ngày là chi phí ăn uống bao nhiêu chị? Có 100 mấy rồi. 100 mấy hả? 100 mấy. Như mua nó đâu có ăn cá được đâu, nó ăn cá nó bị nó tanh, nó ăn được nó bệnh lâu đó. Rồi chị mới mua thịt. Mua thịt chỗ này. Thịt heo hả? Thịt heo, thịt vịt. Mình mua để con vịt thì ăn được 2 ngày. Rồi chị gỡ ra cho Tú ăn hả? Gỡ ra từ miếng. Anh cũng vậy luôn. Chứ đâu có ấy đâu. Rồi sữa. Nó phải uống sữa nữa. Thật ra thì lúc nãy cái cảm giác của em ha, em kìm lòng không được, lý do là bởi vì nó hồi nó gượng quá, thành thử là cái cảm xúc của mình thấy nó hồi hồi nãy đó, nó mệt giờ nó hồi. Mà em cái cảm giác của em nghe chị nói cái câu ngồi vậy đi cho mấy anh coi giống như là em bé lên 3 vậy đó. Lớn cô nhớ ngồi đi. Nó mệt đó. Bởi vì nó mới ngồi cho ông thầy coi đó. Dạ. Rồi giờ nó ngồi không nổi. Mỗi ngày sinh hoạt của mình là 100 mấy chục ngàn hả chị? Sáng ăn cả ngày luôn hả? Cả ngày, nhiều khi mua gì cái có gì thì cho cái ăn con nửa con vịt thì 100 110 gì vậy, ăn là 2 ngày. Rồi nhầm khi chế chị này bà cho đồ ăn đó. Mình không có đi chợ, chỉ mua sữa cho em thôi, chỉ mua đồ cho em ăn buổi trưa. Ở đây gửi không mà, chị gửi không, chị không có đi. Tại vì chị đi ai ở nhà chăm ai nhà nó khóc. Ừ. Dán chị nó khóc dữ lắm. Khóc hả? Khóc, nó sợ đi bỏ lắm, nó khóc. Ừ. Mới làm sao? Em nghe nói là có một người là gọi chị là phải đi bắt ma hả? Đúng rồi, để gần đây nè, cách có 2 cây số à. Nói sao? Kêu chị bên đây chị coi là bé Tú bớt không bớt thì đi theo đi lại em, em bao ăn ở hết trơn, em lại em bắt ma cho. Kêu chị kết bạn, chị không có kết. Cái anh ba ở nhà này nè, ông nói thôi đừng nghe người ta bỏ bùa đó, người ta dụ đó. Ừ. Thì chị cũng không kết bạn rồi, cái nhắn tin kêu đem mày đẳng đi rồi đẳng người ta bắt ma cho. Rồi bữa hồi hôm qua chị đi chích, chợ ông thầy chở đi chích á, có chị nhà cái người đó. Cho em coi tin nhắn được. Uống nhiều nước không chị? Uống ngày có 2 ca này ạ. À. Uống ngày 2 ca luôn. Ừ, uống sáng gần ca đó. Nực quá. Nực quá. Hồi sáng gần ca sữa, ca nước luôn rồi. Con nằm đi, chừng nằm đi, con đừng khóc, con đừng la được lắm. Nhờ nó uống nước nhiều nó không có sức. Với lại tót mồ hôi nhiều nữa. Mồ hôi nhiều là nó phải uống nhiều. Dạ. Rồi chị coi thử là phải. Dạ. Tên gì quên mất tiêu rồi vậy. Gọi điện cho chị không được, nhắn tin cho chị luôn. Nhắn tin kêu chị kết bạn. Kêu chị kết bạn thôi chứ có nhắn tin gì nữa. Có nhắn tin kêu đi lại cho em nó bị bắt ma vậy đó. Rồi chị mới nói mới đầu thì cứ quay qua điện. Rồi chị mới nói là như em nó bệnh gì đó chứ không phải ma. Đưa cho vợ ông thầy coi nữa. Khổ quá hả? À. Thành nói cách đây 2 cây số bữa đó rồi vợ ông thầy biết đó, chỉ ngang chỉ chị bữa đó chở chị đi chích. Hỏi sao không? Hỏi giờ em nói khỏi. Về kìa. Em nói khỏi một chút. Giờ đi chợ xong là giờ chị nấu ăn. Mình nấu ăn lên, muốn ăn gì nữa? Nấu sáng nấu chiều hay là nấu sáng để chiều ăn luôn chị? Chị nấu sáng để chiều ăn luôn à? À, ừ. Nấu chiều hầm lại ăn thôi. Ừ, hầm lại ăn. Chứ sao mình đây xa chợ mà. Tới 2 cây ngoài số luôn mà. Ở đây dạ. Xa chợ xa qua cầu đi quẹo về xuống nữa. À. Ừ. Đâu có đi phương tiện gì đi. Không. Ừ. Nhớ Cà Mau dữ chưa? Nhớ. Bà Tú đòi về hoài cái chị nói cha mẹ ở đây mà con về dưới giờ này nhớ ai đâu mà con về. Cái gì mới nín đó. Vậy là bây giờ cũng nhớ nhà dữ rồi. Yeah. Hồi đó giờ có khi nào đi xa vậy không chị? Có, đợt chợ nằm chợ gãy không 10 mấy ngày rồi, gần 20 ngày. Rồi ở Cà Mau thì 2 tháng mấy luôn không về nhà cỏ mọc như đầy nhà luôn vậy, 3 cái cầu đó mọc đầy lên luôn vậy, nhà cửa bấm điều lít hết trơn vậy. Đợt cái nằm Cà Mau lâu 2 tháng mấy rồi. Là 2 tháng mấy không về nhà ngày nào luôn? Không về nhà luôn đó, anh đi về không à? Ông mới về cái giáp 3 giờ chiều bắt đầu, sáng không về 3 giờ chiều cái ông đi đóng cửa ông đi nữa rồi. Ừ. Nhà cỏ là bò đầy. 8 năm nay là cứ đi trị bệnh suốt gì luôn á. Suốt luôn. Đi Biên Hòa thì lần 1 tháng, hơn tháng. Rồi đi bệnh viện Lũ Bồng Cà Mau mình đi sẵn dưới nữa, cũng nằm một lần hơn tháng mới về nhà. Chăm cứu uống thuốc bắc. Tổng cộng chị nhớ là được chạy chữa hết bao nhiêu thầy không? Nhiều lắm mà chị không. Thầy với đội bệnh viện nữa. Nhiều lắm. Nhiều lắm. Ừ, nhiều lắm. Mới đầu là chị đi Biên Hòa là nằm lần tháng, nằm cho mấy lần vậy chứ không phải một lần. Mấy tháng luôn, tháng nó đi về, tháng đi về. Rồi đi kêu bằng quốc tế mình đi về liền. Bị mình chị Tư mà. Đi về liền. Rồi đó là đi chị quốc tế là tháng điên lần. Cái quay qua nó cũng không bớt nữa. Cái chị người ta chỉ chị chăm cứu Cà Mau á. Cái chị đi nghĩ là 2 cha con nằm hơn tháng. Thấy cũng không có tiến triển gì chứ. Chăm biết rồi nó đi không được luôn. Nó yếu. Mới đầu nó còn đi được. Mỗi lần nó đi gút cao được luôn mà. Nó mới bệnh là đi gút cao được. Rồi cái tới chừng về đi dép đi té vậy rồi thấy chị thấy thôi. không đi làm nữa. Lúc mà Tú mới bệnh khoảng 1-2 năm chắc có lẽ là nếu như gặp đúng thầy này thì chị mau hơn. Đúng rồi, phải đừng lấy tỷ là có thể chị Tú mau lắm. Bởi vì lấy tỷ là nó không có hồi phục lại, nó lâu hồi phục lắm. Bác sĩ nói là đừng trả về nhà là thì nói chị chết nó đâu có sống đâu. Lúc đó nó ốm rồi đó mình lấy tỷ nó đâu có hồi sức là được đâu, mà nó hồi sức kia là nó hay rồi đó. Nhờ... em nó đâu có biết, ông thầy đâu có biết lấy tỷ đâu. Ông nói phải lấy tỷ đâu, ông không dám lãnh. Nhờ trời Phật à, nhờ giấy trời Phật. Rồi cái bây giờ ngồi á, nó chỗ lấy tỷ là nó bị sưng đó. Mẹ nó em hỏi là từ ngày mà em để số điện thoại của chị lên đến giờ thì chắc có lẽ là chồng của Tú có thể coi được. Coi được, đúng rồi, coi được. Chị nghĩ là ai cũng coi được, đều coi được, nó phải coi được chứ. Nó thấy nó biết. Nhưng mà có gọi gì không chị? Không, dễ gì, không có gọi đâu, nó không dám đâu. Gia đình nó không dám gọi gia đình chị đâu. Bây giờ gọi hỏi thăm thôi cũng được. Không, nó không dám luôn. Tại vì nhà chị đối với gia đình là chạng trời luôn. Bị gì mình không có con đó, thương ghê dữ trời lắm. Thương nhỏ này sao là thương con y gì thịt vậy đó. Cho nên nó là xui gia thêm, không mất lòng nữa. Thận thảo dữ lắm, không có chuyện gì hết. Rồi mới động nó hứa lên vậy đó. Nói chuyện phải quấy bên chị đó. Rồi cái ngày cái đầu dần cái mất luôn, mất liên lạc luôn, không gọi được. Nhưng mà chắc xem được những đoạn clip mà anh em tụi em lên. Đúng rồi, xem được. Chị nghĩ ai xem được cũng được hết trơn. Tại vì dân Cà Mau chia đúng sẻ, rồi, chia sẻ nhiều lắm. Rất là nhiều. Tại vì nó đi chơi với ông chú nhỏ này nè. Lúc là ông chú nó dắt lại thằng chồng đó là ông chú nó đi mặn ở Sài Gòn về có ghé thăm nhỏ này là nó phải biết. Tại vì đúng rồi, lúc chị gần đi lên đây á là quay đúng không? Đúng rồi, ông chú nó ghé thăm nhỏ này là nó chơi với ông chú nhỏ này. Biết. Chơi thăng luôn mà ông chú dắt nó lại là trước hồi đó mới biết chỗ này cưới như này đó. Ông chú bữa đó có ghé thăm đó. Ở mình còn ở dưới nha, còn ở dưới. Nó còn ở dưới. Thì chị vẫn đi lên. Chị có gọi hỏi thăm thôi thì cũng như lòng. Chị nghĩ là không dám, không dám. Bỏ Tú vậy là không dám. Tại vì con chị đâu có gì đâu. Nó kêu mình đưa nha. Không dám. Bây giờ thêm có vợ có con nữa làm gì nó dám. Có vợ hả? Có vợ có con rồi. Đúng rồi, có gia đình riêng rồi. Có rồi, gia đình này nó không dám đâu. Nó rời mất. Có ai luôn rồi. Đó, nói chuyện đó. Cái gì sáng nay bấm xong thì mấy giờ thầy mới bấm nữa? Gần 1 giờ. 1 giờ mới bấm nữa. Rồi 6 giờ chiều bấm quận nữa. Vậy là tính ra thì thầy chỉ ở vòng đây không có đi đâu. Ông thầy giỏi lắm, vòng á, ông tưới rau, tưới cây, tưới gãy. Cái đi vuông, cái đi vô. Rồi có khách ra nhà làm lai gai vậy đó. Có khách lại. Có khách, đúng rồi. Mà nhiều khi khách lạ ông từ chối, ông không có làm. Như kiểu ông nói như kiểu làm không thời gian ta đi vuông đi đồ nữa. Ông mướn vuông là nhiều lắm, mấy chục công lắm. Vậy ông thầy quá giỏi. Thầy giỏi vui lắm, tối ngày ngoài giường ngoài tường không mà. Trừ ra tới giờ làm bệnh Tú ở trong nhà thôi. Giỏi lắm. Vậy nói là thầy là ngày xưa ba thầy cũng làm phước lắm mà. Đúng rồi, nuôi nít nhiều lắm. Bây giờ nuôi nít nhiều lắm, với chữa bệnh cho người ta nhiều lắm. Rồi cho nên ông thầy nói nghiệp, nói nghiệp mà như kiểu ổng không có chịu làm nhiều quá, sợ công ăn việc làm, rồi thêm vợ không cũng không có cho. Như kiểu mà ông thầy không làm lại không lấy tiền nữa, không lấy tiền, không lấy nhiều, phải em mà lại dân hay dắt dịu ha. Em lại em thấy nhỏ đó kìa, nhỏ hơn Tú 2 tuổi 24 tuổi là nó sụi đi không được luôn ha, là ẩm không ha. Mà giờ đi được, nhắc đi được chỉ nhắc hơi thôi mà cái giò teo luôn nha, một cái giò teo đi giò thấp giò cao luôn đó nha, đi ên được, bây giờ đi bình thường được luôn, chỉ là đi hơi nhắc. Bởi vì bữa nào bao lâu? Nghe nói đâu chừng 2 tháng gì mới đây à. Bởi vì em bắt ông thầy cũng nói là phải con Tú đừng lấy tỷ ha, là con Tú nó mau hồi phục dữ dời lắm. Bởi vì lấy tỷ nó ra xương sống nó tỷ nó cái hồi phục nó lâu lắm. Gồng lên là nó đau, gồng lên cho mồ hôi nó hột nó ra chừng đó, nó đau. Nhưng mà gặp mấy anh lại cái cố gắng như lắm, cố gắng ngồi để cho. Tại vì nó mới ngồi thì ông thầy làm nè, lúc 8 giờ mấy rồi ngồi nè, rồi mới gồng mới ngồi đây nó mệt nè, nó ngồi không nổi đó. Chi phí của mình là hiện nay chi phí sinh hoạt của mình là còn được khoảng 1 tháng nữa không chị? Tiền đó tháng có 5-6 triệu còn, chỉ còn. Ừ. Hiện nay còn được 10 triệu không? Không, không được. Tại vì người ta gửi cho cũng ít. Trong tài khoản chị chưa rút luôn. Gỡ chuyển qua tài khoản con. Ngày hôm nay á, thì Bùi Hồ với lại các anh em á, đến đây cho nó uống miếng nước không? Nhất á, là để thăm Tú cùng với lại anh Thích, cũng như là sinh hoạt gia đình của chị Dứa. Và cũng thay mặt cho Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho gia đình của chị Dứa. Em xin đọc tên của Mạnh Thường Quân lên ha chị ha. Tất cả Mạnh Thường Quân ở Đài Loan á, là chị Xuân 1.000, chị Yến 1.000, Trung 5.000, chị Hiền 3.000, tổng cộng là 10.000 tiền đài, là 7.560.000 đồng. Thứ hai là một email có tên là Xuân Trần gửi cho mình 100 USD tương ứng 2.334.000 đồng. Thứ ba là cô Út ở Xuân Lộc, Đồng Nai gửi cho mình 1 triệu. Thứ tư là một người dì ở Sóc Trăng gửi cho mình 1 triệu. Thứ năm là chú Trung Chi Lê ở Úc gửi cho mình là 1.500.000 đồng, 1.400 mấy thì em làm tròn luôn là 1.500.000 đồng. Tổng cộng số tiền của mình là 13.394.000 đồng, 13.394.000 đồng của bác anh chị. Thì đây em gửi cho chị ha. 1 2 3 chị 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13.394.000 đồng em gửi 400.000 đồng. Rồi chị em. Đây là số tiền tất cả các Mạnh Thường Quân gửi cho chị đợt này. Thì có những Mạnh Thường Quân cũng đã gửi ủng hộ cái phần hiện kim cho Tú những đợt trước nữa. Thì chắc có lẽ là chị sẽ nói lời nào đó cảm ơn đến tất cả. Chị sẽ nói lời nào đó cảm ơn tất cả các cô chú chị Mạnh Thường Quân ha. Chị cũng cảm ơn, gửi lời cảm ơn Mạnh Thường Quân với cô chú đồng hành chị với bé Tú nhiều lắm. Tại vì Tú nó bệnh thời gian kéo dài lâu vậy đó. Chị gia đình chị cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân nhiều với em nhiều lắm ha. Để cho gia đình của Tú có được cái chi phí sinh hoạt hàng ngày ngay tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh như thế này, thì ngoài việc sự cố gắng của Tú cũng như là chị Dứa và anh Thích, thì rất cần sự chung tay hỗ trợ của tất cả các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân. Và Bùi Hồ xin phép để cái số điện thoại như số tài khoản ở dưới phần bình luận á, thì cô bác quý anh chị có thể mà xem thì có thể chuyển khoản trực tiếp cho chị Dứa. Vì cái đoạn đường anh em cũng khá là xa. Và một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn tất cả các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân cùng với những hoàn cảnh khó khăn nói chung, cũng như là gia đình của Tú nói riêng. Xin cảm ơn rất là nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở video clip sau ha.